quận thăm và mắt của Nga rất là trân trọng, và Nga đã có làm cho nó thêm một tí kiểu như nó thông hơn, để mà hôm nay chia sẻ cho cả nhà cái cách mà chúng ta che quần thâm ở mắt. Và bình thường chị em phụ nữ chúng mình thì thường hay thức khuya, còn cả coi phim hay là luyện phim hoặc là làm những cái công việc vào buổi tối thường nhiều hơn, nên là các bạn rất là dễ gặp cái tình trạng là mắt thâm như gấu trúc luôn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cách mà Nga thường hay sử dụng để mà che quần thâm ở mắt cho bản thân mình và cho khách hàng của mình nha. Rồi đây thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ những cái sản phẩm mà mình hay dùng, đó chính là mình sử dụng cái sản phẩm concealer, brow concealer của LA Girl. Thì cái dòng sản phẩm này mình nó có tính che phủ rất là ok, và cái độ kiểu như là nó không có bị quá ẩm ướt, và nó rất là khô, nó không nhanh chóng và che phủ rất là che phủ cái vùng thâm ở mắt rất là hiệu quả. Rồi tiếp theo là mình cái dòng sản phẩm này thì nó có những ba tông màu luôn, nó có rất là nhiều tông màu, thật ra nó có rất là nhiều tông màu, và mình thì đang sở hữu ba tông màu này, bởi vì nó rất là cần thiết khi mà các bạn trang khuyết điểm thì các bạn nên sở hữu ba tông màu này để mà sử dụng trang khuyết điểm. Rồi thì tiếp theo thì mình còn, ngoài ra thì mình còn sử dụng cái bảng bao này, bao màu sáng tối này để mà che cái vùng thâm ở mắt cho những khách hàng của mình và kể cả bản thân mình nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện che quần thâm ở mắt nha. Thì trước tiên thì mình sẽ test ra tay trước những sản phẩm này cho các bạn xem. Thì mình sẽ dùng chì cái mày để mà tạo cái quần thâm, giống như là tạo hiệu ứng của quần thâm thôi. Này, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ hai cách, hai cái sản phẩm là ba đi. Rồi ok, khi mà các bạn che quần thâm ở mắt thì mình sẽ sử dụng trước lên da tay cho các bạn. Thì bình thường nếu như mà mình xử lý những cái cao quần thâm mắt đơn giản nhẹ nhàng, các bạn không có quá nhiều quần thâm, cũng chỉ mờ thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải cần che phủ để cho cái màu da nó tạp hơn, cái màu vùng mắt không là hiện rõ những cái nét mệt mỏi trên gương mặt, thì mình sẽ che phủ cái vùng này mờ một tí. Rồi ok, cái vùng này nó sẽ mình sẽ sử dụng một cái sản phẩm này để che phủ quần thâm thôi. Rồi đối với dòng sản phẩm này thì nó có một cái đầu gọi là đầu giống như là dạng bút lông vậy đó, nên là các bạn sử dụng rất là thuận tiện. Rồi mình sẽ bóp cái phần ở trên này để cái phần dung dịch bên trong chảy xuống, và mình có thể lấy ở ngoài một ít, rồi sau đó mình sẽ thuận tiện thao tác hơn. Khi mà các bạn chấm lên trực tiếp thì nó cái lượng dung dịch nó sẽ không có vừa phải, thì lúc đó các bạn sẽ khó khi mà thao tác, thì các bạn lấy ở ngoài một ít rồi chấm lên. Khi mà các bạn đã rồi, đối với những cái vùng này thì các bạn sẽ dùng ngón tay, chúng ta sẽ che phủ, nó sẽ mềm mịn hơn và nó sẽ tránh để lộ những khuyết điểm hơn. Bạn có thể thấy được đúng không? Rồi cái sản phẩm này tông màu nó có tính nó có thiên vàng tí, nên là độ che phủ quần thâm đối với những vùng thâm nhẹ thì các bạn có thể sử dụng một mình nó là đã ok rồi. Rồi đối với những vùng thâm mà mình tiếp theo thì mình đậm hơn một tí thì như thế nào ha? Đậm hơn một tí là những cái vùng thâm đậm rồi nó có những cái khoảng nếp nhăn nhiều. Chị em thì nếu mà có chúng ta không dưỡng kỹ vùng mắt thì sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn ở vùng mắt, thì khi mà mắt đã có quần thâm rồi mà còn nhiều nếp nhăn nữa thì chúng ta phải sử dụng những dòng sản phẩm có tính chất lỏng để mà nó lên da một cách mềm mịn và nó che phủ được kể cả những cái vết thâm và những cái nếp nhăn nha. Rồi thì cái vùng này nó đậm hơn, các bạn thấy ha, đậm hơn thẳng luôn. Thì mình trước tiên nếu mà nó quá đậm, mình sẽ sử dụng màu cam này để mà phủ lên. Mình cũng sẽ lấy một ít ở ngoài, sau đó mình mới chấm lên nhẹ thôi. Rồi mình sẽ dùng màu cam này để mà cân bằng lại cái độ mà cấp độ màu trên cái phần mắt của mình. Khi mà nó quá thâm thì các bạn phải sử dụng một cái màu khác để cân chỉnh lại. Rồi sau khi mà mình đã, cái này là mình lấy hơi nhiều nên mình sẽ lấy một ít. Các bạn nhớ là khi mà chúng ta sử dụng lên mắt thì chúng ta sẽ lưu ý, mình sẽ lấy bên ngoài, mình sử dụng những cái sản phẩm mà có dạng tiếp như thế này thì mình sẽ lấy ở bên ngoài trước một ít, sau đó chúng ta sẽ chấm từ bên ngoài vào, chứ không dùng trực tiếp cái đầu cọ này thì nó sẽ không kiểm soát được đối với những cái tông màu đậm như thế này. Rồi sau đó mình sẽ phủ thêm một lớp này lên, vẫn là chấm ở bên ngoài. Rồi
Thì bình thường lên mắt thì chúng ta sẽ tạo hình tam giác. Rồi, bây giờ mình sẽ phủ cái lớp này lên để mà cân bằng cái màu lại. Lúc này cái màu nó sẽ có một cái tông hồng hồng tự nhiên. Rồi, ở cái thời điểm này, nếu như các bạn muốn che phủ ok hơn, rồi sau khi mà cái màu nó đã có cái tông hồng hồng này, nó đã về cái tông mà các bạn có thể che phủ rồi, thì mình bắt đầu phủ kem nền lên. Mình sẽ dùng kem nền mình hôm nay mình sẽ không dùng kem nền, mà mình sẽ test thử dòng sản phẩm nước chống nắng của Missy này, để mà làm cái lớp nền che phủ cái quầng thâm mà sau khi chúng ta đã xử lý bằng những sản phẩm concealer. Rồi mình sẽ lấy một lượng, khi mà mình sẽ che lên trên này để tạo cái lớp nền tự nhiên hơn. Rồi, khi cái lớp nền này nó sẽ ở những cái vùng thâm ở mắt, chúng ta sẽ phải cân chỉnh làm sao để cho vùng da mắt nó có cảm giác sáng hơn, để nhìn ánh nhìn được rõ hơn và chúng ta sẽ trẻ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ test trực tiếp hai cái cách hồi nãy lên trên một bên và bên này và bên này cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ sử dụng cái bảng 3 ô xong. Rồi, khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm này, như mình nói, mình sẽ lấy ra tay lượng sản phẩm, sau đó mình sẽ không bóp nữa, mà mình sẽ lấy sản phẩm trên tay này và tạo hình tam giác. Các bạn là nhớ là lựa tạo hình tam giác theo cái vùng màu mắt của mình, không quá to nha, bởi vì cái vùng này chúng ta không cần phải che quá to, nó sẽ phản tác dụng đi. Rồi, ở cái vùng thâm ở vùng mắt này, các bạn sẽ chỉ chấm nhẹ thôi bằng ngón tay, hoặc các bạn có thể dùng bằng miếng bông nè. Miếng bông tán này chúng ta cũng có thể sử dụng. Các bạn có thể thấy là nó đã lên cái bên màu che phủ rất là ok luôn. Mình rất là thích cái dòng sản phẩm này để mà che khuyết điểm vùng mắt. Bạn dùng tay chúng ta chậm nhẹ thì nó sẽ có thể che phủ được cả những cái vùng mà kiểu như là có những cái nếp nhăn trên khóe mắt của mình. Rồi, bên cái phần bên này mình sẽ bôi trước để cho các bạn xem được cái hai bên nó sẽ như thế nào, so sánh nha. Đây, các bạn có thể so sánh được. Vùng này mình chưa che và bên này là mình đã che rồi, các bạn có thể thấy là nó sáng bừng hơn. Và sau khi đó các bạn muốn nó tạp với màu da hơn nữa thì các bạn sẽ không dùng cái tông kem nền mà hợp với màu da của mình để mà che phủ ha. Còn bây giờ thì cái vùng thâm của mình đã biến mất rồi. Nè, các bạn nhớ dùng tay nha, để nó không làm xê dịch. Còn nếu như bạn nào sợ và dùng tay, tại vì trên tay của mình cũng có những cái như là vân tay á, thì các bạn có thể dùng bằng mút, chúng ta tán nhẹ. Sau đó thì hôm bên này mình sẽ sử dụng cái nếu bên này mình sẽ làm cho nó thâm hơn một tí nữa, là mình sẽ sử dụng thêm cái chì kẻ mày. Đối với những cô nàng nào mà thâm mắt thâm hơn ha, mắt thâm ơi là thâm luôn á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần màu cam để mà cân chỉnh cái màu lại, sau đó thì chúng ta mới che phủ hiệu quả được. Và đối với những cô nàng mà có vùng thâm mắt đậm, cực kỳ đậm, thì chúng ta sẽ dùng màu cam. Rồi, mình sẽ dùng màu cam cũng hình tam giác ha. Rồi, nhưng mà lấy một lượng ít thôi nha các bạn. Rồi, mình sẽ dùng bằng mút. Mình sẽ dùng bằng mút để mà tán cái vùng này ra, cân chỉnh màu lại cho nó. Chúng ta cũng có thể dùng ngón tay, và nhớ là ở phần kết thúc khi mà chúng ta dùng lớp nền lên rồi thì các bạn nhớ là dùng mút chứ không dùng tay nữa, bởi vì lúc này dùng tay thì nó sẽ để lại những cái dấu vân tay trên da của mình. Còn cái thời điểm này thì chúng ta có thể cân chỉnh bằng ngón tay nha. Rồi, sau khi đã có cân chỉnh màu cam rồi thì bây giờ mình bắt đầu phủ thêm một cái lớp màu concealer sáng lên vùng này. Bạn nào thuận tay hơn, thao tác tay dễ hơn thì các bạn cứ dùng tay cho ở những cái thời điểm mà tán concealer nha.
bởi vì ngón tay của chúng ta thì sẽ dễ dàng mà vào những cái vùng mà những cái vùng trũng nè, hoặc là những cái vùng nếp nhăn. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng nước chống nắng để mà phủ thêm một lớp cho cầm da nó đẹp hơn. Các bạn nào yêu thích cái tông tự nhiên thì các bạn dùng cách này. Rồi nhớ nhẹ tay thôi nha các bạn, để không làm lộ cái vùng rỉnh mắt của mình. Rồi các bạn có thể thấy đó, là bên này đã được che phủ cái vùng thâm rất là tự nhiên. Còn bên này thì chúng ta sẽ được gọi là mắt sáng cho gương mặt của mình, có điểm nhấn hơn và nó kiểu giảm giác trẻ trung hơn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng concealer che phủ cái vùng thâm ở mắt bằng cái dạng ba ô này. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một ít nước tẩy trang để mà tẩy vùng này. Rồi mình sẽ vẫn giữ nguyên bên này lại cho các bạn có thể so sánh nha. Rồi đó, các bạn có thể thấy là vùng thâm nó đã hiện lại rồi, hiện lên lại. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ che vùng thâm ở mắt bằng rồi hãy đợi cho cái tẩy trang khô nha các bạn. Các bạn nên dùng những nước tẩy trang dịu nhẹ, không có tính, không có cồn. Rồi bây giờ mình sẽ che phủ bằng bảng ba ô này. Đối với bảng ba ô này thì là bảng các bạn mình đó, và sẽ chia sẻ cái tên của sản phẩm này ở dưới video cho các bạn. Rồi đối với bảng ba ô này thì các bạn dùng bông mút để mà lấy sản phẩm, hoặc là dùng cọ cũng được. Rồi chúng ta sẽ dùng ô màu trắng thiên vàng. Bảng ba ô này thì nó cũng có tính là nó dạng kem và nó đặc hơn, nó sẽ khô nhanh hơn. Rồi mình đã thấy che phủ nó khá là tương đối rồi, mình muốn bắt sáng thì chúng ta sẽ dầm thêm một ít nữa. Đó, khi mà các bạn sử dụng bảng ba ô này, chúng ta sẽ phải phủ thêm một lớp để cho nhìn nó tự nhiên hơn. Thì mình dùng cái này, mình dùng nước chống nắng của Missy, mình sẽ phủ thêm một lớp nữa để nó trở lại tông da tự nhiên, đều màu với những cái vùng còn lại trên da mặt của mình. Rồi các bạn có thể thấy đúng không? Rồi đó, cảm thấy đó, mình đã che phủ được cái vùng thâm rất là ok rồi. Và bây giờ mình nếu mà các bạn có thể, các bạn đánh mắt đó, thì các bạn đánh thêm vùng mắt nữa thôi. Và vùng gương mặt của mình đã nó bừng sáng lên những cái vùng mắt rồi, không còn cảm giác gấu trúc nữa. Rồi thì sau khi mà mình đã chia sẻ video này thì mình mong là các bạn sẽ có những cái lựa chọn phù hợp với mình hơn nha. À mình quên nữa, mình sẽ test cái sản phẩm này lên vùng tay luôn cho các bạn xem, để che phủ cái gì kẻ chân mày hồi nãy ở trên này. Cái độ che phủ của em này thì nó cũng tương đối thôi, nên vì vậy các bạn sẽ phải dùng thêm một lớp nền nữa để mà che phủ. Mà cái màu nó có thiên ánh vàng một tí là các bạn đã che phủ vùng thâm mắt rất là ok rồi. Mình nghĩ thì các bạn hãy dùng cái concealer mà Pro Concealer này để mà dùng cho những cái cô nàng mà có vùng thâm đậm. Còn đơn giản thì các bạn có thể dùng một cái sản phẩm này là được rồi. Và cái sản phẩm này giá thì cũng hình như là mình nhớ là nó chưa tới 150 nữa. Từ 150 đổ lại thôi là các bạn đã có sở hữu cái em này rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, và nhớ chăm sóc vùng da ở mắt nha. Nó sẽ thể hiện độ tuổi của mình đó. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.